trượt tay. Tay bát nó vỡ, nó mỏng quá nó vỡ. Giang bố rối với Giang trượt tay. Thôi nè, chị Quỳnh Anh làm chứng thì đúng gì đúng đấy nhỉ? Chị thấy là ghiêu đồ mình mua vào váy của Giang em ạ. Quỳnh ha, có chiêu bài đấy. Ra có chén nước mắm này muốn đổi, đổi chén nước mắm. Giả bộ đồ thì còn lâu lâu em hiểu không? Cái màn này là màn giả bộ đồ thì còn lâu lâu này kia các thứ. Ông xin làm đổ cua đấy. Đây muốn cua lại đi anh nhé. Chim bé mang mang muốn cua. Cái này mới biết được không? Muốn cơm muốn cua thêm cua. Tập trung vào lấy đồ bây giờ. Cắt cái tay vào. A few moments later. Chỉ cái hương giang thôi.